Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi thu hoạch một ít rau má, rau ngò ôm và một số rau khác để vô mình ăn lẩu. Thì trước tiên mình cũng lược qua những cái đám rau má mình mới vừa trồng đó các bạn, cho các bạn xem. Và đó, rau má mình mới vừa trồng, mình nhổ ra mình trồng rất là nhiều. Và đây là cái giáp cá mình mới vừa trồng này. Đó, mình lược sơ cái khu vườn mình cho các bạn xem. Đây là những cái đám rau cần cua đây nè. Rau cần cua nó mọc lên đó các bạn ơi. Mồng tơi. Ở đây là ớt. Bạn thấy xà lách đó, mình trồng mà mình để giống hai cây nhỏ nhỏ. Mà bây giờ nó rụng hạt xuống, nó mọc lên dày đất luôn nè. Mình sẽ nhổ ra mình cái. Đây là cái dàn bào bí mình mới làm. Rau rau lang, rau muống mình mới vừa cắt đó. Mới vừa cắt cái rau muống hồi nãy mà mình quay quay. Bây giờ mình sẽ đi thu hoạch cái rau má các bạn ơi. Rau má thì mình mới vừa nhổ ra để mình trồng á, cho nên giờ nó cũng xưa xưa chứ mấy bữa nó dày lắm á. Bây giờ mình sẽ thu hoạch. Mình thu hoạch thì cái chỗ này rau đất nó hơi chặt á, cho nên mình lấy tay mình múc luôn. Múc hồi nhỏ mình cũng hay đi hái rau má vậy đó. Mình lấy cái nào mà nó tốt á, lấy kiếm này cắt, tại vì cái này nó mình mới nhổ ra để mình trồng nên nó cũng giờ cắt cũng khó, nó chưa nó dài, mình lấy kéo mình cắt nó sướng. Giờ mình cắt mình hái vô mình nấu lẩu. Tại vì chỗ này mình chuẩn bị cũng phá ra mình nè. Mình làm cái dàn cái đường đi chỗ này, thành ra mình sẽ phá cái dàn mí này. Nhưng bây giờ mình cũng bắt lại. Bây giờ cái loại đến cái đoạn này nó cao cao cho nên mình sẽ cắt. Nhìn ra mình cũng cao. Rau này là rau má mà loại nhỏ chứ không phải lá to, cho nên không được cao lắm các bạn ơi. Nhưng mà ăn rất là ngon, nó ngon hơn loại rau rau to nhiều. Rau này đúng là rau má ở quê mình á. Bây giờ mình sẽ thu hoạch, mình hái ít lá hành vô mình ăn nữa. Mình sẽ hái ngò ôm. Mình mở cái thùng ngò ôm của mình cho các bạn xem nè. Nó me không? Đó, mình cắt. Mình cắt một ít mình ăn rồi đó. Bây giờ mình sẽ thu hoạch cái này. Nó lỡ ha. Hôm nay mình đào quanh cái đám chỗ này cho các bạn xem. Giáp cá nè. Rau má nè. Rau má thằng chậu. Cái này mình mới vừa cắt đó, cả mấy tuần, 3 tuần rồi. Bây giờ có lẽ hái lại là cũng được rồi nè. Đó này nha. Đó. Đó. Còn cái này hôm trước mình trồng, mình có video mình hướng dẫn trồng đó. Bây giờ nó cũng xanh tươi rồi. Cũng gần hái được rồi. Đó. Cái này giáp cá nên mình cũng mới vừa trồng. Hay mê nè. Tóc vô chừng kể không.
thùng nó sâu. Cho nên là các bạn không thấy mình cắt à. Nó mà ôm đẹp. Mình ăn không kịp, mình trồng có một cái thùng này. Mình ăn không kịp luôn á. Trời nó dày dễ sợ chứ. Làm gì cho hết. Mình trồng trong cái thùng này. Bữa hôm trước mình có chia sẻ video cách trồng ngô ôm á. Bạn nào trồng này mình ăn cũng 4 tháng. Hơn 4 tháng rồi. Bây giờ nó dễ sợ. Mình ăn liên tục à. Giờ cắt vô cũng biết ăn thấy không, nhưng mà giờ nó lớn quá rồi, nó tới cái miệng thùng rồi. Ô cha, nghe nhiều. Hôm nay mình thu hoạch được từng này đây. Rổ rau má này nó rất là nhiều lắm các bạn. Mình nó rất là cao nè. Cao lắm luôn á. Nhưng mà mình nhìn vậy chứ nó nhiều lắm đó. Mình hái từng này để mình ăn lẩu. Rau mình mới vừa hái cái mình để đó mình đi tưới nước cái là nó héo rồi. Hành đó, hành hồi nãy mình hái đó, rau mình hái cái này nó héo rồi, mới này mà nó héo rồi các bạn. Mình mới vừa hái xong mà nó héo liền, mình để đó mình đi tưới nước cái là nó héo. Mình hái được ít lá hẹ mình để đó mình ăn rau sống chứ không phải ăn lẩu mà. Rau muống cũng hái được nhấm mà nó cũng héo. Để ngồi gió này mau héo lắm. Đó, ngon không? Những bộ rau má ngon. Mình để coi thử nên thiếu rồi mình hái thêm cái rau má này nè. Đó, mê lắm. Đó. Dép cá thì không có ăn được. Cái chảo hành của mình này. Mê không? Rau ấy trắng mà cắt mình ăn ấy trắng. Bây giờ mùa đông nên nó cũng chào lắm nhỉ. Video của mình đến đây cũng đã dài rồi. Thì mình cũng đã chia sẻ xong cái mình thu hoạch rau các loại, cũng như là khu lướt sơ có khu vườn cho các bạn xem. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình cho tới thời điểm này. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye.